các bạn ơi, hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn là một cách gói bộ bánh chưng nhá, không cần khuôn nhá. Thì tương tự các bạn cũng phải gấp cho mình tất cả 4 lá nhá. Đây các bạn gấp cho mình như thế nhá, gấp. Gấp đôi và phần lá vào. Các bạn gấp thành 4 lá đều nhau và chúng ta lại xếp với nhau, đo cái phần đo phần bằng nhau, chúng ta cắt cái phần lá thừa cho mình nhé. Các bạn sử dụng mình hai cái lạt ta để chồng lên nhau. Các bạn nữa gấp cho mình theo hình vuông nhé. Đó, gấp phần lá theo hình tam giác vuông á. Tương tự các lá tiếp theo các bạn cũng phải gấp thành hình tam giác vuông cho mình. Các bạn giữ hai cái phần. Đấy, các bạn nhìn xem mình đã tạo thành một cái hình vuông, hình cái bánh ấy các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho gạo nếp vào. Các bạn cho thêm mình thêm phần độ.
Rồi mẹ ơi. Các bạn ơi, cái bánh chưng của mình gói và không cần khuôn đã xong nhé. Đây, các bạn xem đẹp như vừa gói khuôn luôn, vẫn vuông, vẫn đẹp như của mình đang vừa gói khuôn xong nhé.